Nhãn Hương Chi có xuất xứ từ vùng đất Hưng Yên, nhưng không biết chính xác từ khi nào đã bén rễ trên vùng đất Đắk Lắk. Hiện toàn tỉnh có gần 3.000 hecta với sản lượng bình quân gần 15.000 tấn mỗi năm. Hiện nay phần lớn người trồng nhãn Hương Chi ở Đắk Lắk đều chăm sóc nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhãn Hương Chi trên đất Đắk Lắk khi chín có hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên, ngọt thanh, cùi dày, giòn, dễ bóc và hạt rất nhỏ, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn, nên đến vụ thu hoạch các thương lái thường tìm vào tận vườn để thu mua. Ở cái địa phương mình đây, mấy năm nay là phát triển rất là mạnh, thì mình cũng tham gia vào cái nghề trồng nhãn này, nhưng mình thấy là hiệu quả kinh tế nó cũng tương đối cao so với lại những loại cây trồng khác. Mà trồng nhãn nó ngoài cái vấn đề chăm sóc nó đòi hỏi phải có kỹ thuật, mình phải tham khảo, mình phải am hiểu, học hỏi rất là nhiều mới có được cái năng suất và chất lượng quả nhãn. Đặc biệt người trồng nhãn ở Đắk Lắk còn áp dụng kỹ thuật xử lý cho ra hoa rải vụ để bán được giá cao hơn cũng như đáp ứng nhu cầu của thị trường. Cây nhãn này khỏe mạnh, cho trái tốt đều, không kén đất với cả không kén khí hậu nữa, phù hợp rất là tốt với cả điều kiện của cư Mường Nga mình. Tỉnh Đắk Lắk cũng đang xây dựng kế hoạch phát triển vùng sản xuất nhãn tập trung, hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận các chính sách trong liên kết sản xuất, nhất là ứng dụng chuyển đổi số trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nhằm từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế cây nhãn.